Rồi vô đi. Rồi xuống luôn đi con. Nhóm luôn nè.
Cường đã chụp hết các bà các mẹ. Kìa bé con kìa, vô đi bé con vô. Rồi rồi, nhanh nhanh nhanh, di chuyển nhanh cô bác ơi. Rồi,
Con chỉ việc đứng đó cười thôi Cường ơi. Rồi, ok. Sao không đẹp được? iPhone mà sao không đẹp được? Quá đẹp. Rồi sao? Cường đẹp trai quá Cường ơi. Cháy máy rồi. Từ 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 đấy cũng chụp được hết. Từ từ. Rồi cô ơi xong rồi. Xong rồi cô ơi. Thank you.
Cô ơi, nhìn ra đây cô ơi. Rồi xong rồi, xong rồi. Chị đứng chị xếp hàng đồ coi.
coi. Chết run hết rồi. Run hết cả người. Chụp đi, đấy cả nhà ai chưa chụp nào chụp nhá. Chắc chắn chụp chưa? Đấy phải tặng hoa muộn, tặng hoa muộn. Đánh cho cùng mấy trận là khổ trận. Chị cầm cho em chụp trực tiếp cái khổ. Từ nãy giờ. Rồi. Xem mới đẹp. Alo, sung sướng quá các bạn ơi. Giúp đỡ các phần sung sướng quá. Đi đâu chuẩn bị về. Bỏ ra đi. Hồi nữa, chừng nào đi. Dạ. À mai 3 giờ, 3 giờ mới ra sân bay, 6 giờ em mới bay, 6 giờ chiều em mới bay. Ngày mai em còn đi đi. Ngày mai em còn đi chợ nữa. Dạ. Mai em còn tôm đi chợ. Tôm vào đi, tép vào đi. Tôm tép vào đi. Để em nhắn, em nhắn. Qua đây chưa chụp hình đi lên đi ạ. Chỉ riêng cái phần chụp hình không là nửa tiếng đồng hồ đó mọi người. Thấy thương Cường không? Đó, hát xong mười mấy bài mệt đuối hơi mà ra đứng nè, đứng với các đứng rồi chờ chờ các mẹ với các ngoại chụp nè mọi người. Xuân Mỹ rất thương Cường cái đoạn này nha mọi người. Rất thương Cường cái đoạn này. Vì là đoạn này hát rất là mệt rồi nhưng mà chờ. Chờ. Xong rồi, ra cô ơi. Từ từ đi má. Từ từ thôi bầu ơi. Vệ sĩ của ban tổ chức và chụp cái quần nha.
đây là nhóm Bắc Giang. À vậy hả? Bắc Giang, Bắc Giang. Rồi, rồi. Đi qua bên đây cô ơi. Rồi. Rồi cô ơi, qua bên đây cô ơi. Ok. Ôi giời ơi. Chụp rồi, nhào vô nữa. Rồi, treo xong chưa? Còn ai chụp hình nữa không ạ? À? Không chụp hình em xin chữ ký nha không? Nè, Thiện Thiện cầm giùm chị xin chữ ký cái Thiện. Trời. Chị là chỉ sướng là sướng cái vụ xin chữ ký thôi. Cô vô đi. Cô ơi, quay bó hoa ra nha cô ơi. Quay bó hoa ra. Chị đi xe máy à? Ra cho chị Liên. Rồi rồi. Này miền Bắc ơi, ra xe về đi nhá. Rồi còn ai nữa không? Đó, mấy bà kia chụp ảnh rồi đi về đi, xe nó đợi kìa. Trời ơi. Về đi, xe nó đợi ở kia kìa. Qua đây đứng cầm cái máy mẹ em ơi. Cầm em vô em xin chữ ký. Rồi còn ai nữa không? Chụp chứ hai chị em nhắc em nè. Em vô trước sao em bảy chị nha. Sao không muốn tàu chụp đó, không muốn tàu ba. Em vô trước sao em bảy chị. Em bỏ cái này ra nhé. Ừ, bỏ giờ. Sung sướng quá mọi người ơi, xin được cái chữ ký. Sung sướng quá mọi người ơi, xin được cái chữ ký của cái quyển sách Người thông minh làm thế nào để hạnh phúc. Sung sướng quá. Cô nãy giờ cô cứ khen Cường đẹp trai hoài à. Mấy lần rồi luôn rồi đó. Vô nữa kìa, đó 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 đó. Rồi vô đi, vô hết đi, ai chưa chụp vô hết. Rồi. Rồi mấy anh security chụp hình vô luôn đi. Vô. Đúng rồi. Vô. Vô hết chú Cội, quay lại chú Cội. Rồi chụp tập thể đi. Những ai còn lại ngồi xuống chụp tập thể đi. Rồi chụp cái tấm này xong là Cường về nha. Ê trời ơi. Trời. Không, cô xô chị té. Rồi nè, chào tạm biệt về mọi người ơi. Rồi về đi con ơi, về khỏe nha. Cường ơi ra đi con. Hẹn gặp lại ở Bắc Giang. Chiêu ơi còn hai bà chưa chụp nè, còn hai bà nữa thôi.
Nữ hoàng sân khấu Kim Khoa, dễ thương quá. Rồi về đi con, về đi. Cho Cường đi mọi người ơi, cho Cường đi ra. Xe ra rồi mọi người ơi. Ra đi con, ra đi. Ai chụp, ai chụp giùm Hảo, Hảo. Sao? Từ từ thôi con, từ từ thôi. Từ từ, cầu thang đó, cầu thang, từ từ thôi. Mọi người ngủ ngon nha.